Ok, xin chào tất cả các fan hâm mộ và những người đam mê chim cú gáy. Hôm nay Thao Chim Cú Gáy miền Bắc xin giới thiệu một cái chương trình tri ân khách hàng, chia sẻ những người đam mê chim cú gáy. Thời gian là kể từ lúc này là đến lúc 7 giờ tối ngày 17 tháng 10 2017. Chương trình chúng tôi sẽ quay trực tiếp những bạn có số điện thoại đã đăng ký và bốc thăm may mắn. Thì hai con chim, một con giọng còi và một con giọng thổ, một con còi đồng và một con thổ đặc, sẽ thuộc về hai bạn may mắn và đã đăng ký tham gia với chúng tôi qua cái kênh mạng xã hội là Facebook là Chim Cú Gáy Hay và Zalo là 0163 5305 982 0167 589 7487. Các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin thì các bạn may mắn sẽ có cơ hội nhận được một con chim giọng thổ đặc và một con giọng còi đồng. Các bạn sẽ đăng ký với chúng tôi và chúng tôi sẽ dành cho những khách hàng ở miền Tây và miền Nam. Đây là chương trình số 1 dành cho khách hàng ở xa. Chương trình số 2 sẽ dành cho các bạn ở miền Trung và chương trình số 3 sẽ dành cho các bạn ở miền Bắc. Thì các bạn sẽ yên tâm là đây không phải là có cái mục đích gì cả. Đây là chương trình dành cho những người đam mê chim cú gáy và được phát từ cái vườn chim cú gáy của anh Thao với địa chỉ là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn sẽ nhận được những cái niềm vui từ con chim gáy đó. Đó là những con chim quý, mình xin nói rõ là miễn phí, không mất tiền. Đâm ra đây là một cái sân chơi rất là vui, lành mạnh, bổ ích. Hy vọng các bạn sẽ quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy kết nối đến Facebook của Thao Chim Cú Gáy miền Bắc với cái cụm từ tìm kiếm là chim cú gáy cách hay, chim cú gáy, cú gáy cách hay, ở dưới có rồi đấy các bạn viết không dấu. Và các bạn thấy là cái biểu tượng nó một bàn tay đỡ hai con chim non cú gáy hay ở Hà Nội, và các bạn đưa con trỏ vào đó, các bạn đưa cho con trỏ vào để nhìn thấy cái biểu tượng như thế này. Thì đấy là cái Facebook của Thao, số điện thoại là 0163 5305 982 với cái kênh số điện thoại trên để kết nối Zalo, và cái Facebook thì là chim cú gáy hay. Các bạn nhìn thấy biểu tượng như thế này thì là đó là mình, và các bạn hãy kết nối ngay cũng như đăng ký tin nhắn để tham gia cái chương trình tri ân khách hàng của Thao Chim Cú Gáy. Các bạn thân mến, đây là những cái mô hình của vườn chim cú gáy lớn nhất ngoài miền Bắc, để các bạn thấy được cái quy mô cũng như những cái giống chim mà mình đã đăng trên kênh Chim Cú Gáy Hay của Thao, số điện thoại là 0163 5305982, để các bạn thấy được là cái lượng chim của mình được nuôi tại vườn rất là nhiều. Và các bạn yên tâm rằng là với mình thì một hai con chim nó là cái việc mình làm ra rất đơn giản. Thì mình sẽ tham gia chương trình tri ân khách hàng và những fan hâm mộ của Thao Chim Cú Gáy. Các bạn hãy theo dõi tiếp tục chương trình và xem hết video này để đón nhận một cái chương trình rất là vui trong cái diễn đàn Chim Cú Gáy. Các bạn thân mến, hôm nay là buổi sáng chủ nhật, ngày 14 đến 15 thì 15 tháng 10 năm 2017, và Thao Chim Cú Gáy miền Bắc xin thông báo với tất cả những anh em trên diễn đàn Chim Cú Gáy trên mọi miền Tổ quốc, chương trình tri ân khách hàng quan chương trình tri ân khách hàng tới của Thao Chim Cú Gáy như sau. Hiện bây giờ có hai con chim, một con chim giống như giống chim to như thế này và một con chim thuần bậu trên tay vẫn gáy. Thì đó là những con chim mà được nuôi sinh lớn lên từ nhỏ tại vườn chim của Thao. Để các bạn thân mến, là chương trình của mình sẽ gửi tới cái thông báo này để cho những fan hâm mộ cũng như những khách hàng và những người yêu thích chim cú gáy tham gia cái chương trình tri ân khách hàng của vườn chim cú gáy Vũ Văn Thao.
là các bạn tham gia bằng hình thức nhắn tin, gọi điện qua điện thoại và gửi tin nhắn qua Zalo và Facebook. Và bên ban biên tập của mình sẽ tổng hợp tất cả các số điện thoại đã đăng ký gửi về ban biên tập, và mình sẽ tham gia chương trình tìm số điện thoại may mắn. Nếu như số điện thoại của các bạn có trong cái phiếu bốc thăm thì các bạn sẽ được một con chim cu gáy miễn phí, miễn phí hoàn toàn, và các bạn sẽ sở hữu con chim rất là quý giá, rất là thuần và rất là đẹp. Vườn chim của mình thì có những giống chim như thế này. Đây là giống chim mình cứ gọi là giống chim kích thước lớn, và đây là giống chim hồng. Chim hồng đó thì các bạn sẽ tham gia như sau. Các bạn sẽ vào cái kênh Facebook của mình với cái cụm từ tìm kiếm là chim cu gáy hay, và các bạn kết nối với Zalo của mình bằng cái số điện thoại là 0163 530582, hoặc là cái số điện thoại của mình là 0163 530982, hoặc là cái số điện thoại là 0167 589 7487 là số thư ký của mình. Thì các bạn sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện để đăng ký cái số điện thoại của các bạn, và bên ban biên tập chúng mình sẽ tổng hợp cái phiếu và ghi cái số điện thoại. Sau khi là bốc thăm trúng thưởng thì chương trình này sẽ diễn ra vào khách hàng ở trong khu vực miền Nam và miền Tây. Những ai ở trong miền Nam, miền Tây, các bạn thân mến, các bạn sẽ có cơ hội may mắn trong vòng 1-2 ngày tới đây, là sẽ các bạn, nếu như số điện thoại của các bạn và may mắn nổi ở trên cái vòng bốc thăm thì các bạn sẽ được sở hữu một con chim rất là hay của vườn chim mình, và hoàn toàn miễn phí. Thể lệ các bạn chỉ cần đăng ký và để lại số điện thoại qua ba kênh trên, và chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình bốc thăm và quay trực tiếp và đăng video trên kênh của mình khi các bạn theo dõi, và chúng tôi sẽ công khai cái số điện thoại đó, và người có số điện thoại sẽ đến gặp anh Vũ ở bến xe miền Đông. Hiện bây giờ anh Vũ đang chăm sóc hai con chim đấy, và các bạn sẽ nhận chim của vườn chim Thao Cô Gái miền Bắc. Mình xin nhắc lại là chương trình thứ nhất là dành cho các bạn ở miền Nam và các bạn khu vực miền Tây. Còn các bạn khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung thì sẽ dành cho chương trình 2 và chương trình 3. Chính vì vậy, mong các bạn khu vực miền Bắc, miền Trung sẽ thông cảm. Đợi chương trình 2, chương trình 3, mình sẽ thực hiện các bạn ở xa trước. Thì các bạn sẽ nhận con chim và hoàn toàn miễn phí. Mình xin nhắc lại, và chim không phải là chim cho không. Đây là chim với bằng cả một cái tri ân khách hàng của mình. Chim rất là quý. Mình xin nhắc lại là chim rất quý. Nhưng đây là chương trình để tri ân khách hàng và hướng đến cái niềm đam mê cùng với mọi người. Và các bạn trong khu vực miền Nam và khu vực miền Tây thân mến, hai con chim đó mình tả sơ qua như sau. Về hình thức đẹp, chân đỏ, ngực hồng, đuôi dài, đầu xanh đít xám, cườm rắc cườm vừng, và một con giọng thổ đặc và một con giọng còi đồng. Nếu như ai đó may mắn sở hữu hai con chim trên sẽ rất là người rất là may mắn, và khi số điện thoại của các bạn trúng trong cái dịp may mắn này, các bạn sẽ gọi lại cho Thao và Thao sẽ nói thêm về cách chăm sóc cũng như cái nguồn gốc gen dòng của con chim mà các bạn đã may mắn tham gia chương trình tri ân khách hàng của vườn chim Thao Chim Cu Gáy. Một lần nữa mình xin nhắc lại, các bạn hãy nhanh tay thao tác kết nối qua Zalo, qua số điện thoại là 0163 530982, và số điện thoại của ban thư ký là 0167 589 7487. Các bạn có thể gửi tin nhắn duy nhất số điện thoại của các bạn, hoặc là các bạn gọi điện đọc số điện thoại, chúng tôi sẽ làm phiếu
hoặc là các bạn có thể gửi tin nhắn qua Zalo hoặc là qua Facebook. Làm thế nào đấy, khi chúng tôi là xác minh cái số điện thoại của các bạn đăng ký và chúng tôi sẽ đăng đăng video trực tiếp quay bốc thăm tìm ra hai khách hàng may mắn nhất vào hai ngày sau tính từ thời điểm này, là chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là trao chim cho hai bạn may mắn nhất, một con giọng còi đồng và một con giọng thổ đặc. Hy vọng rằng clip này sẽ mang lại một cái niềm vui cũng như là sự chia sẻ, tri ân đối với khách hàng. Và mong các bác, anh chị em cũng thông cảm. Đây là một cái niềm đam mê cũng như là một cái kênh mình xây dựng lên mang tính chất là quy tụ và cũng là giao lưu với tất cả các anh em, chứ không có ý gì cả. Nếu có gì không phải, mong các bậc tiền bối đi trước hoặc là anh em có thể thông bỏ qua, bởi vì trong những cái người đã biết đến mình và đã sử dụng cái giống chim của mình hoặc là đã giao lưu với mình từ việc chữa bệnh đến cái việc chơi và cái phong cách, thì mình cũng rất là cảm thấy rất là vui. Và chính vì cái niềm vui đó thì mình sẽ thực hiện cái chương trình tri ân khách hàng này, không có ý gì khác ngoài ý là giao lưu và tri ân những người đã cùng đồng hành cùng với Thao Chim Cú Gáy trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng các bạn có thể tìm được những cái niềm vui trong cuộc sống. Mình cũng nói trước là các bạn đừng nghĩ là cho không là đồ không có giá trị. Mình khẳng định là rất có giá trị, và ai đó sở hữu được thì các bạn sẽ chắc chắn, mình tin rằng các bạn sẽ gọi điện và sẽ giao lưu và cảm ơn cái chương trình của Thao và những cái giống chim của Thao. Cái con thổ đồng thì nó là con anh của con này, anh của con bậu 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 trong trong tường đó, con bậu lại đây này, nó anh của con này đó. Đây là những cái giống chim điển hình của Thao Chim Cú Gáy, và các bạn có thấy là khi thực hiện cái chương trình tri ân khách hàng này mình đã đắn đo rất nhiều, nhưng vì cái niềm đam mê và vì những cái cuộc gọi từ những khách hàng, mình có được những cái niềm vui, có những cái động lực để cùng chia sẻ, cùng đồng hành tất cả với những cái người đã đăng ký và tham gia kết nối trên cái diễn đàn Chim Cú Gáy của mình và mọi người. Hy vọng rằng các bạn sẽ nhanh tay thao tác đăng ký để cũng là một cái ngày chủ nhật thật là vui, mình lên tiếng để hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia một cách vô tư, thoải mái. Dù ai là người may mắn hay không, nó may mắn cũng có thể là thấu hiểu về cái chương trình của Thao Chim Cú Gáy. Xin cảm ơn các bạn, hãy nhớ rằng hãy đăng ký nhanh và hãy tiếp tục theo dõi cái chương trình tri ân khách hàng của Thao Chim Cú Gáy năm 2017 vào tháng 10 2017 đó, thì các bạn sẽ thực hiện đăng ký với chúng tôi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm cái video thực hiện chương trình tri ân khách hàng của Vườn Chim Cú Gáy Vũ Văn Thao ngoài miền Bắc.